em trong bao ngày xa cách. Vâng ạ. Vâng, vào ngày 27 tháng 3 em đang test đơn hàng cho anh Phạm Minh Vương, anh ở Gia Lai. Anh lấy bên em một chiếc 717. Model này sẽ sở hữu bát 30, dòng bát đối với mặt nhé, bát điều hướng ấy. Đây cái bát này đây, mặt trước bằng e-căng bằng thép, rất là chắc khỏe anh ạ. Và lực của anh cũng kinh khủng khiếp, và em sẽ tăng volume lên để cho anh nghe nhé. Áo lòng mắc khuê luôn anh ạ, cực kỳ sâu và hay. Và mặt đằng sau của sản phẩm đây, mặt sau sản phẩm thì nó sẽ có thanh âm tản nhiệt này, new trick này, volume, cắt cốt, đảo pha và đường vào tín hiệu. Đường vào tín hiệu chút em tặng anh mấy mét để anh đưa vào đường này nhé, để dây nguồn đây. Và em tiếp tục, vâng, em sẽ tiếp tục test sang sản phẩm thứ hai của anh đây. Đấy. Sản phẩm này là của anh Minh Huấn, anh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Em sẽ bỏ quảng cáo đi. Vâng, 4.2 vừa lấy mấy đôi về mà. Vâng, anh Minh Huấn ở Bà Rịa nhá, em đã tăng volume lên để cho anh nghe con. Vâng, giờ em sẽ dừng video nhé, dừng video để em đóng hàng cho hai anh đây.